Kính chào quý thầy cô, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu. Nào chúng em cùng có em là Trần Gia Huy, học sinh của lớp 6-14 tại trường trung học cơ sở Trần Dài. Còn đây là Trần Gia Hưng, học sinh của lớp 1-2 tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học. Ở đó chúng em được các thầy cô dạy dỗ như những người cha, người mẹ thứ hai. Và đặc biệt hơn, ở trường của chúng em có một căn phòng mà chúng em rất yêu thích. Đó chính là phòng thư viện. Ở đó chúng em được đọc những cuốn sách hay, được thả mình với những vần thơ, những câu chuyện và đã nhen nhóm cho chúng em tình yêu đọc sách từ bao giờ. Hôm nay nhóm chúng em muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đến với một cuốn sách đã làm thay đổi tích cực việc học của chúng em, từ chỗ sợ học đến chỗ rất yêu thích việc học. Đó là cuốn sách gì? Chúng em xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe và ủng hộ nhóm chúng em nha. Em buồn quá. Sao lại buồn? Em đâu không biết tại sao điều của mình ngày càng thất thế nào, rồi có hỏi với trong trẻ rồi. Rồi, nào. Đây, anh sẽ kể cho em. Lúc trước anh cũng như em thôi, nhưng mà nhờ có đúng một cuốn sách quyền lực đã làm thay đổi cách học tập là cái số của anh. Wow, cuốn sách gì mà anh thấy anh có thể chia sẻ cho em và các bạn khác được không? Đây, đang đọc luôn. Đó là cuốn Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế của tác giả Adam Khu đó. Nghe tên anh thấy bổ ích rồi đúng không? Và anh có thể cho em biết thêm thông tin về tác giả của chúng ta được không? Không phải là ai mà có thể viết ra một cuốn sách hay như vậy. Rồi, tác giả của chúng ta là một doanh nhân thành đạt. Ngoài ra, ông còn là một trong số những tỷ phú trẻ tuổi nhất của Singapore. Mà còn đặc biệt hơn khi mà cuốn sách này được dịch bởi hai dịch giả cực kỳ nổi tiếng, đó là chú Trần Đăng Khoa và cô Hương Xuân Vi. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 1998 ở nhà xuất bản Phụ Nữ. Và còn tuyệt vời hơn thế khi cuốn sách này được đạt kỷ lục sách quốc văn với hơn 200.000 bản đã được bán ra tại Việt Nam. À, đâu không thành đạt có phải? Khi còn nhỏ ông ấy có xuất sắc và đẹp có tài năng thi mọi người đâu không ai? Không như em nghĩ đâu. Khi còn nhỏ nha, ông Adam Khu này, ông được biết đến như một đứa trẻ cực kỳ kém cỏi và luôn bị mọi người xung quanh xem như một đứa học sinh vô vọng. Tại vậy sao anh thấy vì sao ông ấy có thể thành công như vậy được? Nếu mà em đang muốn biết ấy thì em hãy đọc cái phần 1 đi. Đây chỗ này này. Đây chỗ này nhá. Rồi đây. Bởi vì khi mà em đọc cái phần này này, em sẽ thấy chính bản thân của em trong đó. Tại vì là đây cũng là cái phần mà tác giả sẽ nói về cách mà tác giả đã thay đổi từ một đứa trẻ ngốc nghếch trở thành người thành công. Tại sao ông ấy có thể thay đổi? Anh có thể tiết lộ chuyện em biết lý do được không? À, nếu như mà em đã muốn biết ấy thì anh sẽ chia sẻ cho em. Đây chỗ này này. Đây, vào thời điểm khủng hoảng nhất trong sự nghiệp học hành của Adam Khu, cha của ông ấy vô tình biết đến một khóa học 5 ngày đặc biệt có tên là Thiếu Niên Siêu Đẳng Super Teens. Và khi đó cha ông đã quyết định đăng ký cho Adam Khu theo học khóa học này, bởi vì ông ấy biết rằng ông sẽ không mất gì ngoài việc bỏ tiền ra. Vì vậy Adam Khu đã được tham gia khóa học này. Nhưng ông không hề biết khi ông tham gia khóa học này, ông sẽ được gặp một nhân vật sẽ làm thay đổi cả cách học tập lẫn cách sống cả một phần đời còn lại. Đó chính là Ernest Wong. Bằng việc giúp học sinh áp dụng các phương pháp học tập tiên tiến ở Mỹ như cách học tăng tốc này, rồi với cả lại là lập trình ngôn ngữ trí tuệ, cùng với cách tìm hiểu tận dụng sức mạnh phi thường của bộ não, Ernest Wong đã giúp Adam Khu hiểu rằng ông có khả năng thành công như bao người, và ông đã bắt đầu tin rằng ông có thể đạt được tất cả các mục tiêu mà ông đề ra. Vì vậy Adam Khu đã bắt tay vào hành động với mục tiêu phía trước và cuối cùng ông đã gặt hái thành công. Thế nhưng mà vẫn chưa tới được cái phần 2 này đâu, bởi vì đây là cái phần mà anh tâm đắc nhất. Tại vì ở cái phần 2 này em sẽ được biết đến những phương pháp học cực kỳ siêu đẳng. Ví dụ như là bạn sở hữu một bộ não của một thiên tài này, phương pháp là để nắm bắt thông tin, sơ đồ tư duy mind map, công cụ ghi chú tối ưu, trí nhớ siêu đẳng dành cho từ, trí nhớ siêu đẳng dành cho số, mô hình trí nhớ, nghệ thuật ứng dụng lý thuyết vào thực hành. Anh có thể cho em biết nó là gì không? Vì nghe nó khá là thú vị. À, được rồi. Phương pháp đầu để nắm bắt thông tin là cách để giải 80% thời gian học nhưng mà vẫn hiểu và nhớ bài nhiều. Còn về phần trí nhớ siêu đẳng dành cho từ thì ở đó em sẽ được biết đến những cách để
có một trí nhớ tốt. Nếu như em nghĩ học một số rất dễ dàng thì em đã nhầm. Bởi vì để đọc lại một dãy số mà không cần nhìn nó thực sự cực kỳ khó. Vì vậy, trí nhớ trước đẳng trình cho số sẽ hướng dẫn em cách để mã hóa số, cách để hệ thống số. Vậy anh có thể cho em biết cách để ghi nhớ dễ dàng không? Vì em nhầm nhất là thuộc bài. Đây. Vậy thì bây giờ anh sẽ cho em một ví dụ. Đây, ví dụ như vậy đi. Em có tin ấy, là em có thể tóm tắt cả một chương lịch sử này, địa lý, sinh học, kể cả văn, toán, anh văn chỉ trong đúng một trang giấy được không? Dạ có. Đó chính là điểm đặc biệt trong sơ đồ tư duy, còn gọi là mind map ping. Bởi vì khi mà em sử dụng cái mind map ping này để mà em ghi nhớ, nó sự em sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Bởi vì mind map nó chỉ sử dụng hình ảnh và từ khóa nên sẽ giúp em dễ nhớ mà khó quên. Wow, thật là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ nha, em có muốn nghe một ước mơ của anh không? Ước mơ của anh ấy là được làm phi công này, được đi đến nhiều nơi, hiểu biết nhiều hơn, rồi còn được giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Em có thể chia sẻ cho anh biết ước mơ của em không? Ước mơ của em là làm bằng sách để bắt tay chỗ với lại để bảo vệ mọi người. Vậy thì ấy, để mà em đạt được cái ước mơ đó thì em phải học thật là giỏi. Và chính em phải có một động lực. Đó chính là nội dung của phần 3, động lực cá nhân của bạn. Này, dám mơ ước, sức mạnh của mục tiêu này, động lực mạnh mẽ vượt qua sự lười biếng, công thức để đạt điểm tuyệt đối, thời gian là tiền bạc, và cuối cùng là tạo quyết tâm mạnh mẽ tức thì. Wow, thật là tuyệt vời. Nhưng em sợ nhất là cấp từ kiểm tra, anh có cách nào giúp em không? Vậy thì em đang đọc phần 4. Bởi vì ở cái phần 4 này nè, em sẽ được bỏ túi những bí kíp ôn thi hết sức hiệu quả. Phần đó là gì vậy anh? Đó là tăng tốc về đích, còn lại là chiến thắng và vinh quang. Được rồi. Các cuốn sách này thì ai đang không nhắn gửi đến chúng ta. Ai không có tài năng riêng, sở dĩ chúng ta học chưa giỏi là do chúng ta học chưa đúng phương pháp mà thôi. Chúng con mong thầy cô và cha mẹ cùng tìm hiểu cuốn sách này để có cái nhìn toàn diện hơn về những bạn học chưa giỏi, giúp đỡ các bạn những phương pháp học hấp dẫn hơn ạ. Wow, thật là tuyệt vời. Đây đúng là cuốn sách em cần tìm bấy lâu nay. Và em nghĩ chắc hẳn như bạn cũng thật sự có cuốn sách này để Việt Nam của chúng ta có thêm nhiều tài năng mới cùng sống vào với các cường quốc khác trên thế giới. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy bắt đầu đọc.